Chiều ngày 18 tháng 9, Hội Nông dân phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Liên hiệp Thanh niên xã Thượng Yên Công tổ chức khai mạc giải bóng đá nữ năm 2022. Tham dự giải có 6 đội bóng, các đội thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm, chọn ra đội nhất nhì ở mỗi bảng vào đá bán kết và chung kết. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra hai trận đấu giữa các đội Nam Mẫu 2 và Khe số 1, Quan Điền, Khe Thần và Nam Mẫu 1. Các cầu thủ thi đấu nhiệt tình với nhiều pha bóng hay, đường truyền đẹp mắt, thu hút đông đảo người dân trong xã đến xem và cổ vũ giải bóng đá nữ xã thượng yên công được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho phụ nữ qua đó đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và phát huy tình đoàn kết giao lưu học hỏi giữa các tổ chức đoàn thể trong toàn xã